Tại bãi cạn, dưới làn nước biển trong xanh là một hệ sinh thái trù phú và đa dạng với những rạn san hô nhiều màu sắc chất chồng lên nhau. Đến với Phú Quý, du khách nhất định phải đến đây trải nghiệm lặn biển ngắm san hô. Bên cạnh những rạn san hô là những đàn cá nhiều màu sắc tung bơi. Trải nghiệm mới lạ này mang lại sự thích thú cho du khách. Để lặn ngắm san hô, hướng dẫn viên sẽ trang bị cho du khách kính lặn, áo phao, ống thở, chân vịt. Cùng với đó là đội ngũ hỗ trợ dưới nước làm nhiệm vụ theo sát du khách để đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ chụp ảnh cho du khách. Chính vì vậy, nếu du khách không biết bơi và có thể lặn ngắm san hô, trải nghiệm lặn biển ngắm san hô ở đảo Phú Quý tuy không mới nhưng ngày càng thu hút du khách. Bởi cảm giác hòa mình cùng những đàn cá, ngắm vẻ đẹp các rặng san hô là để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển xinh đẹp này và lưu giữ những tấm ảnh đẹp dưới đáy biển.